Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đang có hai băng giống ạ, hai băng giống ạ. Nhà gỗ. Xanh mộ. Lên bản điểm số. Thế mà ông cũng lập đại tử liên, được, hay lắm bạn ơi. Hay lắm bạn ơi. Vào, hay lắm bạn ơi. Hai đứa nói yêu máu cả giống ơi. Qua kêu luôn, ngại gì. Đang trông ơi. Sắp đai. Easy game à. Vâng, tuyệt vời. Wow, có gì đâu bạn, mình thấy bình thường mà. Ồ, nhưng mình không thấy bình thường. Tại sao bạn? Tại vì mình hết đạn rồi, cậu hiểu chứ. Ui, thật là quá nhỏ đi à? Ý mình không phải là mình hết đạn thế, ý mình là mình bắn chúng nó hết đạn. Xong bạn ăn nổ đạn là mình kill à? Wow. Đúng rồi đấy. Nhưng mà mình cũng bắn cho nó mà bạn. Cầm súng MP40 vẩy qua phát xong ăn 2 kill anh em ạ. Gắt chưa anh em? Gắt rồi. Ê, lấy xe đi đây coi. Thế thì điều gắt rồi phải không anh em? Lần này thì anh cố giành lấy top 1 nhà anh. Ok thì kêu em. Đây bạn, em chỉ xem mỗi cái anh kẹo thôi thì kêu em nhá. Chết. Đấy các bạn ơi, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng nào mọi người. Ok luôn ông. Mình chạy lên cổng trời không có người. Kệ bạn ạ, thế qua tháp trước cái đã, chúng ta sẽ lên cổng trời sau anh em ạ, được chưa anh em? Okay. Ê, tháp có người nhá. Ê, đâu vậy? Bên phải, FKF á? Từ từ lên trên cái đã. Chạy xe lên trên cái đã không ạ? Đấy, xong đây là mới kiếm người này. Đi đâu mình? Ồ, ở bên dưới thôi. Các bạn ạ. Đây bạn. Ok. Sau ok. Sau nhà lớn đấy. Ok luôn không? Uầy. Sơn tinh nhỉ? Sơn tinh thủy tinh gì à? Nốc rồi. Ê, cái đậu xanh. Nốc gì à? Xanh mộ nhà em. Ê, có thằng. Thằng bạn nó đến không ơi? Thằng bạn nó. Không dám đến nữa luôn. Thằng bạn nó này, cái đậu xanh. Bắt giờ theo cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Ok, xanh mộ này. Chắc thằng kia là bạn nó không ạ? Đang không có súng nên là hiện tại kẹo sẽ phải chơi cái khẩu súng đó là 1451 anh em ơi. 3 tí máu hơi ít này, kẹo sẽ lượm lên thêm tí máu nhá. Đó. Tầm khoảng 5 tí máu là ổn rồi anh em ơi. Đi luôn. Wow. Con xe kia các bạn nó dễ sấy quá cơ anh em ạ, nên là anh em đi mấy con xe này là bị cả địch sấy cho SML luôn. Hai đứa ông ơi, hai đứa ngay phía trên. Hướng. À đây, thấy không? Để ông ơi. Đồ nhá. Đồ đi mà cho đồ không ạ? Mình nghĩ vậy. Chưa thấy gì nhá. Đang chạy xuống này. Snow ơi. Nó một này, thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi ông ạ. Bây giờ ông ơi. Cứu nó, này. Sống làm sao được Hải ơi. Ok hay lắm. Ui, kêu cả hai luôn cả. Thế thì ghê rồi bạn ơi. Bạn chơi hay quá nhỉ. Cậu được 3 kill rồi đúng không? Bạn hơi sai ấy. Mình 4 kill thì bạn đếm kiểu gì vậy? Wow. Chắc kiểu như là bạn. Chắc kiểu như là ngày cô giáo dạy bạn học đếm 1 2 3 4 này cô giáo bị ốm à. Nên là bỏ qua bài đấy hả bạn? Ok, cổng trời cậu ơi. Đây lấy cầu nha em ơi. Em lấy máy của cả nhà để follow với sub YouTube cho anh đó. Ui dồi ôi, thank you em. Ủa? Nha. Fan cứng ở đây anh em ạ, đây là fan cứng fan rồi nha em ạ. Fan cứng. Anh em ơi, con đàn của kẹo hiện tại thì sẽ không có add thêm thành viên mới nhá. Cái này thì sorry mọi người. Wow. No one. Không một ai các bạn ơi. Hi. Vắng quá nhỉ anh em. Thế là hiện tại đâm dại chẳng thấy ai cả đâu. Mình có mỗi 2 quả bông keo thôi ấy. Let's go nào. Người anh em thiện lành. No, mình ít mà bạn.
Hôm nào kiếm được khoảng là chục quả băng keo thế mới nhiều không ạ? Ok, người anh em thiệt mạng. Hôm sau này ông Mình rắc ơi. rôn rồi cậu ơi. Wow, có một con dao. Mình sợ quá, rắc rôn. Ôi, nó gai mìn ngay ở trong này. À, thế thì hay rồi đứa. Rắc rôn hay là Thế có mìn? khi trên nhà có người không ạ? Vừa có một quả mìn ông ơi. Một quả lựu Ê, này. cậu ném À, à? nhà bên cạnh ông ơi. Tôi vừa ném lựu lên này. Ê, cậu ơi, từ từ. Bạn ơi. Nhà hai tầng hướng 300 có người nhá. Biết rồi. 300 Ờ, người ban ngay công chỗ cầu nhá. thang ấy. Ban công nhá. Thật rồi ông ạ, Nó ban đang ở công. nhà. Ok đeo. Có cái rắc rôn, cậu Ui. ơi. Bất chấp luôn ông ơi. Ngại gì? Mày rồi. Ôi bạn câu Mày liệu cả. Thế thì ghê rồi đúng không? Nó gai mìn đúng rồi. rồi, nó gai mìn đúng rồi. Ôi tao đang mất máu rồi ông ạ. Máu đi cậu. Ghê vậy. Đang còn máu ông ơi. Ui, full liệu cả. Ghê vậy ai chơi hả Hết rồi. ông? Hết rồi, hết rồi. Chết chưa ông, chết chưa ông? Cái bắt Cậu tờ heo. ơi, bên Thôi ngoài, bạn nó bên nào. ngoài. Thôi bạn nó. Đây à? Bắt tờ heo. Đây bạn Ok, ơi, đây cứu bạn đi, ơi. cứu đi. Cứu ngay. May mà mình quay cái mông ra. Đấy. Cái này thì là may mà bạn câu lựu nhiều, cái này là lúc mình lên là mình bị mìn ấy. Mình còn máu luôn. Kết hợp hay quá nhỉ anh em, đây, có được scope 1x rồi. Em vứt cho cậu rồi. Sao bạn? Lấy lông ba Lấy đi thêm cậu, máu à anh mình em có ơi, cậu nóng có 3. rồi, đúng Ơ, nóng không? 3 mình có rồi bạn ơi. Biết ngay mà. Ơ, sao bạn lại như Rồi, vậy? biết thôi. Đây. À không. Trận này thì kẹo sẽ Biết chơi rồi. cái combo súng đó là SK cộng với MP40 nhá. Tại vì anh em bảo là anh chơi SK đi mà. Cũng được anh em ạ, kẹo không ngại nha. Kẹo không ngại, chơi SK. Kẹo chỉ cần có lý do thôi. Đây Thế có nhiều máu này, hai cái lông ba luôn, đỡ bạn, đây rồi. bạn, đi. Hey you, you đâu? Ồ. Đâu Yêu vậy you? đây. Sao mà ở Tao chỗ này, chỗ nào nhiều máu cơ? ở đây đây, hòm sắt dưới này, hòm Các sắt bạn dưới là chân thi này thoảng kẹo này. đang chơi game ấy, thì kẹo nhấn lộn vào cái nút phím điều hướng. Đâm ra nó hiện cái thanh trạng thái, anh em thông cảm Đây đây, nhá. trong này, trong này. Chơi game bằng điện thoại mà. Nghe có vẻ như là ông cầm dao ông chém như kiểu thằng nào gạ team up vậy. Ê, Đậu xanh, sao 285 của bạn? Mình chúng đây, mình cậu đây. đây. 285 á? Ok luôn, 285. đi luôn. Không có xe bây giờ lại phải bộ anh em ơi. Anh xấu trai mà anh em. Tôi đẹp trai bao giờ đâu. À Ê, bạn ơi, đằng sau còn có bạn ơi, người đã kìa. xong xong. Ui, Không bỏ thính đi ok. cậu. Bạn ơi, căn nhà nhỏ hướng Ok. SE. Bé rồi, bé rồi, bé rồi. Giống kiểu cái nhà vệ sinh đâu. Nhà để xe Nhà cậu. vệ sinh SE. Nhà đấy để xe kiểu gì ông? Ngay cạnh nó là nhà để xe mà cậu. Đâu ông ơi, không phải nhà đấy đâu. Căn nhà 120 cơ mà. Ê, hướng đằng này có người Ôi mà. ôi, À đây ôi đây. bạn ơi, ôi bạn ơi. Mình bảo đấy cơ mà, bạn đã chạy đâu vậy? Cái Đây đây, mình nhập what the qua. hell? Thế Đằng sau có người mà. đâm ra mình đang bị sấy sấp mặt bạn ạ. Chuẩn bị cứu Đây, nó. cậu thấy chưa? Đằng sau còn có người kìa. Đằng sau không thấy, không thấy ông ơi, không thấy ông ơi. Không thấy ông ơi. Thế thì ghê rồi đây. Tôi đẩy từ phía sau lên ông ơi. Từ ngoài đang đẩy từ phía sau lên này. Chuẩn bị cứu nó. Quần máu đi bạn ơi, quần máu Vái đi nha, bạn ơi. vái nha, vái nha, Quần máu vái đi bạn nha. ơi. Đây rồi, đây rồi. Hay quá nhỉ, được. Hai hai. Đằng sau cũng có người nhá. Đâu bạn ơi, chỗ nào vậy? Đằng sau hướng cổng trời ấy. Cổ trời á? Chỗ nào bạn chỉ đường mình coi nào. Có biết cái Cái nào nhà để bạn? xe ở sau cùng không? À biết rồi ông ơi. Nhà để xe, có căn nhà Nhà lớn. để xe tôi lạ gì đi. Đi ông ơi, đây cô. Ok. Rút đồ đã cậu. Ok, tới Ok chưa? ok Theo ra mình chạy ngược bò. À bạn ơi, nó đang chạy này, Ê, đang chạy này, đang chạy trên này, mặt đang đây. chạy này, đang chạy này. À đậu xanh, mà chạy Đúng à? rồi. À đậu xanh. Ok. Vẫn còn thằng bạn nó nữa ấy. Như là nó vừa chạy vừa nằm xuống à, phải không vậy? Mình biết đâu rồi. Bạn nó. Thấy đâu, bố đích này ông ơi. Mình có rồi, mình có rồi. Để tôi kiếm coi, đây đây. Bạn nó này, wow, bạn nó này. Ok, xanh mộ rồi nha. Đặt thế. Hay Bình thường thôi chưa? mà bà ăn đâu có gắt đâu. Kẹo chơi bình thường thôi mà anh em. Đấy cậu bạn ơi, đi. Ra quan thính đi cậu. Ok bạn. Ngày hôm nay thì kẹo sẽ live stream trên Nodolive. Đến gần 11 giờ thì kẹo sẽ nghỉ nha anh em. Đấy cậu nè các bạn ơi. Ok, chào mọi người nha. Dạo này hiện tại của kẹo nó nát quá. Đấy, kẹo quên là chưa đổi cái giáp nó mới hơn anh em ạ. Sorry mọi người.
Tại vì là đang mải chơi mải đọc comment của anh em đâm ra lại không để ý cơ. Cùng kẹo tiếp tục đi săn mạng nào anh em ơi, còn lại có 12 đứa nữa, như vậy là còn lại 6 team anh em ơi. Cố gắng kiếm top 1 nào anh em ơi. Sau khi mà cái giáp của kẹo ấy, mình đã kiếm được 7 kill thì cái giáp nó nát vãi trưởng. 315 á? Ok cũng được. Tôi đang thích chạy vào trong hơn không ạ? Vào trong dễ kiếm người hơn này. Ồ tôi kệ đâu cũng được ông ơi. Bây giờ ông ơi, quan trọng kiếm mạng thôi, thính quan trọng gì hả ông? Gần 11 giờ thì kẹo sẽ nghỉ live nha các bạn ơi. Hai anh kẹo kéo hi hi. Ok em. Thính lút rồi. Thế chạy qua cái chỗ thính 240 ông ơi. Vẫn hay vắng anh em ạ. Kiểu này chắc chúng nó ở làng thông với lại làng gốm cả. Để cho ông ơi. Để cho bây giờ cho nó an toàn này. Ôi chậu, đừng thử tròi như vậy. Đây, tôi đang lên tròi quan sát tốt hơn mà. Ai thủ trò okay. Làm gì? Team chúng ta là team sân mạng, ai thủ trò ông? Đi, đây rồi. Ôi, thế vào tận nhà đi ông ơi. Okay. Vào tận nhà nha các bạn ơi. Mình có giảm thanh này. Wow. Nhưng chắc cậu không trang bị đâu đúng không? Không, mình trang bị làm gì bạn? Hi. Đó, biết ngay mà. Mình trang bị nòng súng 3 chứ bạn, giảm thanh khi nào bạn chết thì mình mới trang bị thôi. Okay. Đấy, anh em với nhau nó phải như vậy. Thế chúng ta cùng trang bị giảm thanh được không bạn? Hi. Mình nghĩ chúng ta nên trang bị nòng 3. À đủ nòng 3. Bạn ơi trang bị giảm thanh lên top 1 là bạn ơi. Bạn ơi mình đùa thôi, mình làm gì có giảm thanh. Wow. Hết rồi. Thế mình viết cho bạn giảm thanh bạn trang bị này. Mình dùng nòng 3 cho. Thôi cậu. Cứ trang bị giảm thanh vào đi. Không bạn ơi, mình thích trang bị nòng 3 cơ. Nòng 3 để lộ vị trí cậu. Nòng 3 sát thương là mới mạnh ông ạ. Mới dễ kill địch ông ấy. Nâu bạn, nâu bạn. Đừng. Đừng bạn ơi. Bên đồi bên kia bạn ơi. Bên đồi hướng thính như sao ấy? Hướng thính đúng không ạ? Để coi nào. Uầy. Ở đâu nhỉ? Chưa thấy đâu. Đứng nơi canh ông ạ. Chạy xuống phía dưới một xíu các bạn ơi. Wow. Sau thính đi phải không ạ? Thấy cảm giác im lặng vãi trưởng. Bên này cũng có xe này không này. Ghê vậy. Bo thu giờ mới thế này mới chạy anh em ạ. Ui, có nhà ngồi xuống. Bắt tử heo. Chưa cho có người á. Thế thì ghê rồi. Có một thằng thôi à. Thế thì ghê rồi bạn ơi, chưa cho có người á. Nó thấy mình rồi. Thế sao vừa nãy cậu không check nhỉ? Có nét không? Nét hay đi cậu? Lúc nãy không có người ông ơi. Ui, câu chuẩn quá nhỉ ông? Thế thì hay rồi ông ơi. Ui, rồi. Mình cũng tự nát giáp à? Nên đi, nó đang ngồi. Như vậy ai chơi hả anh em? Ui, cái đậu xanh. Thế thì ghê rồi. Nó nổ, nó chết rồi ông ơi. Nó bị... Ở bên dưới. Bên dưới có team nữa này. À đâu? Ông ở đây này. Cái quá tở heo, ghê vậy. Đấy là xác của vậy mình mày, có. Ghê vậy nha mày. Một thằng bên dưới, một thằng trên thính nhá. Ok ông ơi đây. Dựng bóng cao rồi. Xây tốt một niềm tin và hy vọng à. Ê, bộ trang phục mới trong vòng quay may mắn kìa. Vòng quay may mắn á. Ok. Căng quá nhỉ. Còn lại là 6 đứa cơ anh em ơi. Tốt nhất cậu không nên nhảy xuống. Nhảy câu liệu xuống đấy mà. Câu cẩn thận nhé. Này. Thôi, chờ rồi. Sự chú ý của ta. Chú ý của ta đã vào. Wow, ôi đông vậy anh em ơi. Đông quá nhỉ. Cứ ngồi trên chòi đi. Ngồi tạm trên này cái đã anh em cho nó an toàn này. Ui. Nhà xanh lá có người, nhà bên càng quá nhỉ anh em. Trên đội có người thì nên phải. À trên chòi cũng có thì phải ông ơi. Từ ông ơi làm gì mà căng đây. Đã đến lúc trang bị giảm thanh rồi anh em ạ. Đó. Nãy giờ mình quên đấy. Dựng băng keo quả này chí vãi trưởng cái địch có mà kia một niềm tin và hy vọng. Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của giảm thanh. Nó chạy này. Mày chạy à? Ui, xí kẹo. Ngồi nhanh thế. Ngồi nhanh chứ ông.
Nhanh không là xanh mộ bây giờ. Bỏ thu trên nhá, ngon nhá. Bỏ thu trên à? Thế thì ngon rồi. Úi dồi ôi. Có lẽ gắt. Có lẽ gắt anh em, có lẽ gắt anh em ơi. Vào bò trước đi cậu ạ. Bỏ chưa? Ok ok đây. Chạy lên cái chỗ trụ điện đi. Có lẽ là chỗ trụ điện an toàn hơn đấy. Ok ok ngồi đây đây. À chạy lên trên rồi ông ạ. Ui cái đậu xanh. Ê trên ngay trên cung này. Thế thì ghê rồi, thế thì ghê rồi ông ơi. Thế thì ghê rồi ông ơi. Thế ghê rồi ông ạ. Thật. Đây bạn ơi, đây bạn ơi. Ok, ép ép nó. Chết đi em ơi, chết đi em ơi. Ê, yếu. Ủa, chết đi em ơi. Yếu rồi á. Ok, ok đây ông ơi. Đậu xanh. Ok, 2 2. Bó thu, bó thu, bó thu. Ghê chưa anh em ơi, ghê chưa anh em ơi. Bó thu rồi. Đó, trang bị đồng 3 cái đã. Còn máu nào anh em? Bây giờ ông ơi. Bây giờ ông ơi, đây. Thằng nó chạy lên kìa. Nhà đây đây ông ơi, đây ông ơi. Bên trái, bên trái. Đồng 3 vào này. Đấy thế nó đấy. Đậu xanh mày chơi tao à? Oh my god. Ok, 2 2. Hay lắm. Ê, trận này tốt một rồi, này. Hai thằng kia okay, bắn okay, nhau ngoài đang chạy bò. Đang bắn em ơi, đang bắn em ơi. Ơ cái đậu xanh. Nó chạy vừa rồi. Ui bò đẹp thế nhỉ. Này bò đẹp rồi. Nó chơi lên ngồi xuống à. What the hell, chơi đứng lên ngồi xuống à. Càng quá nhỉ anh em. Bò thu trên à. Để mình xem cho. Ngon, zoom up coi ông ơi. Ngay chỗ cậu, quá ngon. Thế thì ngon rồi anh em ạ, thế thì ngon rồi. Thế thì ngon rồi anh em ơi, thế thì ngon rồi anh em ơi. Từ từ đây. Chờ nó lên làm gì mà căng. Ui, sẽ mất keo cả. Ngại gì đây? Đây. Ui giời ơi, em ơi. Nữa đi em ơi, bó thu dần này. Hết tường băng rồi. Tôi hết băng keo rồi ông ạ. Ui, nó đang đứng chờ ông ạ, đứng chờ bò này. Bó thôi, bó nó vậy ông ơi. Bó hông à, bó hông à. What the hell? Ui, mày chạy bé nhỉ? Mày chạy bé nhỉ? Ok nhân giống nha em ơi. Yes. Tính chơi xích kẹo à? Tấm một cho anh em ơi. 11 kill gắt chưa anh em? Anh em lại bảo là không gắt đi. Ten 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 ten. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.